Thị giác máy tính là một lĩnh vực rộng lớn. Bài viết này chỉ nói về việc học thị giác máy tính trong tự động hóa công nghiệp mà tôi đã tiếp xúc, bao gồm 3 ứng dụng chính: xác định vị trí, đo lường kích thước và phát hiện vật thể. Khi bạn muốn học công nghệ này, bạn phải hiểu trước thị giác máy tính là gì, nó có thể làm gì và làm thế nào. Điều này thường bị bỏ qua hoặc không được coi trọng. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là điều quan trọng. Hiểu biết của bạn về câu hỏi đơn giản này có thể là giới hạn tối đa của sự thành thạo của bạn về công nghệ này. Nhiều người thực hành, thậm chí là những người đã thực hành nhiều năm, đều có giới hạn tối đa rất thấp. Tôi nghĩ một lý do rất quan trọng là họ không hiểu rõ vấn đề cơ bản về máy tính, xử lý ảnh công nghiệp, ứng dụng của nó. Hiểu biết của tôi về vấn đề này là thị giác máy tính chính là đôi mắt của robot, của máy móc tự động hóa, của robot tự hành. Camera sẽ trích xuất thông tin cần thiết thông qua hình ảnh được máy ảnh chụp. Cho anh em nào chưa biết về robot thì đây là một thiết bị máy móc do con người tạo ra, có thể tự động thực hiện nhiệm vụ để thay thế hoặc hỗ trợ công việc của con người. Thị giác máy tính có thể làm gì? Định vị, đo lường, phát hiện. Trong đó, định vị chắc chắn có thể thực hiện được. Đo lường phụ thuộc vào đối tượng được đo lường. Kiểm tra phụ thuộc vào đối tượng được kiểm tra. Thị giác máy tính làm thế nào để đạt được mong muốn trên? Nhận lệnh chụp ảnh, xử lý ảnh để có được thông tin cần thiết và gửi thông tin. Đó là hiểu biết của tôi về vấn đề cơ bản này. Vậy làm thế nào để bắt đầu học? Xin vui lòng xem câu trả lời của tôi về câu hỏi làm thế nào để hệ thống camera có thể nhận lệnh chụp ảnh, xử lý ảnh để có được thông tin cần thiết và gửi thông điệp. Đó là học cách nhận và gửi thông tin. Làm thế nào để chụp ảnh và cách xử lý ảnh? Phải chăng rất rõ ràng? Gửi và nhận thông điệp, điều này thực sự là giao tiếp. Thông thường là giao tiếp qua cổng mạng hoặc cổng nối tiếp. Làm thế nào để chụp ảnh, đều là về kiến thức về phần cứng. Máy ảnh, ống kính, nguyên lý hoạt động của nguồn sáng, lựa chọn nguồn sáng. Xử lý ảnh, đó là xử lý ảnh số. Thông thường, chúng ta sẽ mượn các thư viện xử lý ảnh thương mại. Thông thường yêu cầu lập trình. Một hình ảnh có thể được hiểu như một dữ liệu lớn, và xử lý ảnh là để trích xuất dữ liệu bạn muốn từ dữ liệu lớn này. Hãy bắt tay vào con đường học. 1. Trước hết, học giao tiếp. Sự khác biệt giữa cổng mạng, cổng nối tiếp, ký tự và byte. Để hiểu rõ về nhị phân. 2. Thông thạo các thành phần của hệ thống thị giác, máy ảnh, ống kính, nguồn sáng, bộ điều khiển nguồn sáng và máy tính chủ. Kết nối dây. Đây là lựa chọn là gì? Làm thế nào để chọn? Tại sao bạn lại chọn cái này? 3. Thông thạo một công cụ xử lý ảnh. Bạn có thể học Halcon, Vision Pro, OpenCV, Vision Master. Sẽ ổn thôi. Xử lý ảnh là một công nghệ được chia rộng. Đừng bị lạc lối và đánh mất niềm tin vào bản thân. Hãy học với câu hỏi. Định vị cái gì? Đo lường là gì? Kiểm tra là gì? Hãy luôn thực hiện với câu tục ngữ, học đi đôi với hành. Học mà không hành thì chỉ là trên giấy. Hành mà không học thì sẽ không tiến xa được. Thực hành hiệu quả rất quan trọng. Những gì bạn học trên giấy chỉ khiến bạn nhận ra vấn đề. Những gì bạn làm trên camera, trên phần mềm máy tính sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Khi học thêm đào sâu, chắc chắn bạn đã nghe nói về công nghệ xử lý ảnh số, mạng neuron, học sâu. Đừng bị đe dọa. Bạn nên trước tiên học cách sử dụng các công cụ xử lý ảnh cơ bản trước, như OpenCV, Halcon, hoặc các thư viện của hãng. Sau đó, nếu bạn quan tâm, muốn biết thêm về nó, hãy học kiến thức và công nghệ liên quan. Khi bạn đã hiểu và thạo việc giao tiếp 1 và các công cụ xử lý ảnh 2, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm công việc. Hãy nhớ rằng không nên đợi đến khi bạn thạo cả 1, 2, 3, 4 mới bắt đầu tìm việc. Ngưỡng cửa để học công nghệ này không cao, nhưng khi tìm việc, hầu hết các nhà tuyển dụng đều có một số yêu cầu về bằng cấp. Một lần nữa, bằng đại học không phải là tất cả nhưng cũng rất quan trọng. Hãy có cái bằng để làm bước đệm, còn lại những chứng chỉ miễn phí của trung tâm thì nên bỏ qua. Hãy thể hiện năng lực bản thân giống việc thì bằng lái xe. Thiết kế các câu hỏi thực hành và thực hiện nó tại hiện trường. Sau đó, cấp một chứng chỉ cấp độ. Nó nên giống như việc thi bằng lái, ai muốn thi, tự mình đăng ký và tự mình trả phí.